Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng nếu sử dụng hấp dẫn thu hút tiền bạc thì tiền bạc ở đâu đến với bạn, hoặc có những câu hỏi đại loại là không làm tiền đâu mà ra. Thì Văn Tị sẽ chia sẻ với các bạn như thế này: khi chúng ta sử dụng luật hấp dẫn thì luật hấp dẫn sẽ khơi thông tất cả những nguồn lực để mang tiền bạc đến cho bạn, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là những khoản tiền tự đến. Ví dụ, đó là gia đình của bạn, ông bà, cha mẹ, anh em mang tiền đến cho bạn. Bạn đừng hỏi là ở đâu ra, thì rõ ràng là từ nhỏ đến lớn, bạn đã nhận vô số những tình huống về tiền bạc như vậy đến với cuộc đời mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là trong công việc của mình. Ví dụ, bạn đang có một cái mức lương là 9 triệu, nhưng khi sử dụng luật hấp dẫn, bạn có những cái cơ hội, chẳng hạn như là được tăng lương, được lì xì, được hưởng hoa hồng, hoặc lợi nhuận tăng cao, thì khả năng tiền bạc của bạn sẽ lên và đến mức độ là 10 triệu, 11 triệu. Đấy, hoặc là nếu bạn là một người kinh doanh tự do, thì khả năng của bạn như thế nào? Khách hàng tìm đến vô số nhiều người hơn nữa, thì nguồn lực của bạn tăng lên, tiền bạc của bạn cũng tăng lên. Ý nghĩa của luật hấp dẫn trong việc thu hút tiền bạc là như vậy. Chứ không có nghĩa là mình sử dụng luật hấp dẫn là mình ngồi đó, mình chờ thời, chờ sung rụng. Đấy, mà mình vẫn làm việc, vẫn sống một cuộc sống rất là bình thường. Nhưng có một cái gì đó rất là thuận lợi trong công việc của mình, trong mọi mối quan hệ. Đó là ý nghĩa của luật hấp dẫn trong cuộc sống của mình, nếu chúng ta am hiểu luật hấp dẫn và sử dụng chúng đúng mục đích, một cách bài bản và tích cực. Và tôi trả lời như vậy để các bạn hiểu là ở đây không phải là một cái sự dị đoan mê tín, mà là một cách khoa học để chúng ta làm đúng đắn để có thêm tiền bạc. Và nếu như người này đã làm thành công thì có nghĩa là bạn cũng sẽ thành công. Nếu bạn chưa thành công thì mình phải xem lại cái sự nghiêm túc của mình và độ tin tưởng của mình rằng mình đã thật sự nghiêm túc chưa, và cái niềm tin của mình đã thật sự sâu sắc chưa. Nếu chúng ta chưa nghiêm túc, chưa có niềm tin, thì bạn phải cần phải xem lại mình rằng mình đã sai ở đâu thì mình sẽ sửa ở đó. Vân Tị chia sẻ đôi lời với các bạn.